Wow. Oh, hello Yumi. Hello, hello mọi người. Ủa, bà sấy gì vậy? Bà sấy gì vậy? Kỳ vậy Yumi. Tôi sấy hồ bơi cho tôi với Hiền Hà. Cái gì bà hồ bơi? Hồ bơi có đèn luôn nè, đó. Cái này là dung nham la ba mà. Ok, và hello tất cả người, mình là Simi đây, anh nha. Và chào các bạn sẽ là video của mình. Và chào các bạn sẽ là video Minecraft cùng với Kaya. Alo Kaya. Gì hủ vậy? Không gì. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một video với Kairon thôi nhé. Video này cuối cùng là có Kairon các bạn ơi. Sau 3 video Kairon đã bỏ mình ở nhà của mình. Ủa, có hả? Ủa, có. Có 3 video tôi quay vực mình đi chơi à. Có nha, Kairon bỏ mình đi luôn. À, cái đó nước sao hôm trước á, với mưa á, biến thành loại là gì ta? Ờ, à, gì ta biến thành người, trời đất đúng dễ thương, đẹp trai ông nhiều luôn á, trời ơi. Rồi. Không có gì. Ờ, à, thì nó đẹp. Ừ, bé mưa đẹp trai, đẹp trai không cương. Ờ, đẹp trai, làm gì á? Làm gì á? Ở đâu? Ủa, làm gì đâu, khen vô đẹp trai đó bà. Đẹp trai đánh nhỏ vậy á, trời ơi, nó khóc kìa. Trời ơi, đó, tự nhiên nó dễ thương. Á, biết không vậy, đánh nó tiếp hả? Ủa mà vậy? Thôi thôi đừng thôi đi ra. Má ông nhìn nè, tôi có xây một cái chuồng gì đó, cái chỗ tắm nước nóng trong mưa luôn, nhớ hấp dẫn không? Ồ, hấp dẫn. Hình như là có cái đồ gì của mưa dưới kìa. Đâu? Bữa quên á. Có đâu? Bỏ tôi lên đi. Lên kỳ quá. Thôi bé mưa đây ở nhà nha. Em mà tỉnh nhau xong nay kỳ ra tự nhiên về nhà sớm nữa. Có chuyện gì trời, nghi lắm. Không, không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay mình được mình có thời gian thì mình về thôi. À, có thời gian hả? Ừ, tin có cơ. Chúng ta đi ra ngoài gọi là hít thở không khí đi Simi à. Ây da, ngoài là có gì đâu, chán chết luôn á. Hôm trước em đây nhà mới Lucy nè. Ông nào không? Đây nhà mới Lucy nè. Nhớ rồi, cái nhà phù thủy là cái chỗ ừ, mà đó. Mấy biến thành người đúng không? Cái chả của cái đơn là suốt ngày hai tụi mình ở đây à, chẳng có gì chơi hết luôn á. Có khi nào mình nên nhờ Lucy biến mình thành người không ta? Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Ê, hai ủa gì vậy? Làm Racing Boy. Ủa, ai người đây làm Racing Boy hả? Ê, cho tôi chơi với. Xuống. Trời ơi, xuống đi ba. Cổ kia. Xuống khỏi chơi đẹp nè. Xuống. Trời ơi. Ủa. Ủa, giờ Hia Dung đi đâu mà lạc tới đây hay vậy? Hả? À? Đi xây nhà. Đi xây nhà. Trời ơi. Ủa, Hia cái... Ủa, cái quà cũ của hai người đâu? Sao bây giờ qua đi xây nhà vậy? Nè, cái quà cũ của mấy người nè. Đó nè. Đó. À, được rồi, trời ơi. Yeah. Đừng buồn, tôi đã hiểu lý do tại sao qua cũ mà bị mất rồi. Mà phá quá vậy, trời ơi, đừng có đặt bom nữa. Thôi. Đúng buồn lắm, nhưng mà tao kệ. Em mà tỉnh ra hai người hay vậy, hai người chạy tới cái khu mà tôi và Kara đang ở này, hai người muốn tham gia không, tham quan không? Này nè, tham quan mẹ. Dạ. Ê, đừng có phá vậy, Dung Vy, bỏ bom ra. Dạ, phá đi. Đừng có phá. Nè, đó giới thiệu nè, đây là nhà của Simi và Kairon. Đó. Simi x Kairon. Bạn bè mưa ta. Đó, nè. Đừng có làm gì. Nè, bé mưa nè. Đó, bé mưa nè. Đây, để tặng cho bé mưa cây đũa. Cho bà lật. Ê, tao làm. Được rồi. Ê, ra hỏi thật ra sao chú Mỹ thích xài bom vậy, hỏi thật luôn á. Mới biết chơi game đó. Mới chơi game mà sao mà xài bom dữ vậy? Ê, Dung Vy! Bé chuồng tắm mấy mưa mà, sao mà chạy xuống? Dung Vy khỏi tắm nha. Mình chó tắm lò sưởi khủng nạn thì... Hay và chỗ chó mình phải chăm sóc như vậy. Ở đây tầng trên nè, tầng trên là gọi là... Tầng trên nó cũng bình thường đây à. Chỗ này là tôi cái đang coi video nè, đó mấy giường wow. Nhóc cái thứ kìa. Ủa, giường ngủ luôn kìa ha ơi. Trời, giờ ngủ là hai đứa nè, một đứa màu xanh, đứa màu đỏ, hai đứa lăn qua lăn về, trời ơi. Đó. Ủa thứ hai, hỏi ủa thứ hai người định xây nhà ở đâu vậy? À, dạ. Anh thịt chó không? Dạ, giết dạ, trời ơi, chó gì? Ôi.
Thôi mà nhân nhậu mà nhân từ hai người qua đây, hai người xây nhà gần hai ở tôi luôn, để có gì kiểu hết qua lại đúng không? Đúng rồi nha. Để có gì anh em mình dễ share thịt cho nhau. Chị share thịt là sao? Thịt gì đó. Trời ơi, mới đổi đồ này Dung Mi. Đẹp. Đây, khóc tụi mày. Ủa, bố mà Hiya với Dung Mi xây nhà ở đâu? Hai người kiếm chỗ đây xây đi. Ở đây cũng được này. Ở giữa đâu đây, nhà Lucy rồi. Bây giờ hai người chọn một chỗ để xây nhà đi. Kiếm đi. Trời ơi, rộng lắm. Trời ơi, các bạn ơi, bây giờ quân mình sẽ có chính thức là có thêm nhà Dung Mi nha các bạn ơi. Đấy. Hay là mình xây ngôi nhà TNT trở lên nhà Simi đi. Trời, sao bà ơi thích TNT rồi nha Dung Mi, bà ơi thích rồi nha, trời ơi. Chỉ cần có một ngọn đuốc thôi nha. Chỉ cần có một ngọn đuốc thôi là quy cái ngồi nó bay luôn á, thật sự luôn á. Ôi. Ok, trời ơi. Wow, dài chứ kìa. Dùng cái gậy mà làm phẳng đất luôn. Wow. Trời ơi, hay ha. Bờ đồ bờ layer là phải vậy chứ. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ trở lại khi Hiya xây xong ngôi nhà nha các bạn. Ok. Ok, và trở lại ảnh nhá. Sao mà mới quay con quay lại thôi là Hiya và Jun nữa xây nguyên một cái thành luôn các bạn ơi. Đây là cái thành luôn. Em thấy nha. Cái chỗ này khác gì nắm chủ của này, trời nhìn như kiểu đại gia đại ca đồ sống ở đây không. Ê, bây giờ tụi mình vô xem không? Caron, vô xem đi. Tự nhiên rồi, đi. Coi. Trời ơi, như một cái thành luôn nè. Wow. Hello Yumi. Hello mọi người. Ủa bà xây gì vậy? Ủa xây gì vậy? Kì vậy em ơi. Tôi xây hồ bơi cho tôi với Hi Ha. Bà hồ bơi. Hồ bơi có đèn luôn nè. Cái này là dung nham lava mà. Trời gì Yumi, đây là lava. Cái này là mình nhảy mình chết á. Cháy á. Trời ơi. Ông thử đi cái đó, ông thử coi chết không. Trời ơi. Mình thử cho bạn tin luôn ạ. Trời ơi, mày xem. Trời ơi, bà vui vậy à? Ê ê da. Mày hồ bơi này da. Hấp dẫn không? Tao biết lâu rồi ba. Tao chơi nó nhiều, tao biết rồi. Trời ơi. Mày biết rồi. Dung Mi già, đây là lá phá hồ mới vậy. Trời ơi. Ủa trời, tức là từ hồi đấy tụi bà đó tự đấy là làm hồ bơi rồi. Luôn hả? Trời ơi. Ủa ai dạy bà? Chị á. Ai dạy bà mấy này vậy? Gà chị á. Trời ơi. Ủa thế còn TNT bà, sao? Bà muốn tôi nấu đồ ăn bằng TNT không? Cái gì đấy vậy? Ủa là sao? Ủa? Nghe danh là tiến sĩ tô gà. Trời, mày đi chỉ dâm ba mấy cái đầm bậy đầm bạ. Ủa sao gà chị bà nấu ăn bằng TNT luôn hả? Nè là vậy nè, đầu tiên là vậy nè. Đây để tôi chỉ mày cho. Sao là bà làm sao? Đó, mày nhìn nè. Rồi sao? Bỏ TNT lên đây. Được rồi. Gà chị bậy các bạn ơi. Tiến sĩ tô gà gì đâu á. Rồi. Ủa Gia đang set up cho nhà đẹp hơn hả? Hay sao vậy? Đúng rồi, tôi đang set cái nhà cho nó đẹp. Đẹp nha. Rồi, ok, bây giờ mình nghĩ mình sẽ và Caron sẽ giúp đỡ Yumi với Gia set up cái nhà này xíu. Phụ tôi đây, cứ mình tôi xây à. Yumi giúp. Và giúp đựng lấy tên ti Gia nha Yumi. Ok, tôi cho bả này nè Simi. Gì vậy? Rồi, bà tốt quá ha, bà cho tôi muối. Trời ơi, bà tôi nhạt vậy. Trời ơi, tốt quá. Thôi set up này Yumi. Yumi bà thích màu gì Yumi? Tôi set up cái. Tôi hả? Tôi thích màu vàng và màu hồng. Trời ơi, ok, thôi bà. Tiếp. Vậy. Bắt trước chị hả cưng? Nè, Yumi bà thấy cái bà vàng được không? Dễ thương không? Wow, dễ thương á. Mà không dễ thương bằng tôi. bà dễ thương nhất rồi. Khá là đáng suy ngẫm. Câu nói được á. Chiếc ly. Đúng rồi. Chiếc lý. Đáng suy ngẫm đê mấy nè. Dạ sao? Đáng suy ngẫm không? Mọi người hãy nhìn tôi nè. Rồi được rồi. Không có suy ngẫm nữa. Thấy nó không cần phải suy nghĩ vậy. Cái đấy là hợp lý rồi. Set up nè. Trời ơi hay nhất rồi. Bạn là đúng quá. Được rồi. Chiếc lý lắm rồi. Rồi, bây giờ các bạn ơi, chỉ cần nhắc từ Yumi là một là TNT, hai là lava nha các bạn. Đúng rồi. Đây, bây giờ nè Simi, bây giờ tôi sẽ trang trí cho ngôi nhà của mình lung linh hơn bằng cách là cho nó có một ánh hào quang. Trời ơi! Điên quá! Cái đó này muốn phá nhà người ta nữa. Vô set up nè, trời ơi. Cái đó phá nhà mình kìa Yumi. Có đâu mình chỉ muốn cho nhà của mấy cậu có một cái chút ánh sáng hào quang thôi. Hào quang gì đâu á, thấy tụi gái mà nghe này vui lắm á Simi. Hồi bữa tụi tôi chơi xây map xong và bắt cua á Simi. Sao trong video của Hi Ha tụi gái mà nghe Caron á đặt lava dưới, Caron á còn xây á, Caron xây bằng gỗ.
Gì luôn hả? À, cái đó Lucy Lay say. Thông minh quá à. Trời ơi, mà biết cái do anh có cái thật là thông minh. Mẹ muôn đời muốn kép lại vậy không? Đúng má luôn, đúng má luôn. Rồi. Ơi vậy ơi. Mình nghĩ là chắc là không biết là tụi mình có thể set up kịp không thì ok thì bây giờ mình sẽ gọi là sao ta, video của mình chắc cũng như này thì hôm nay của vua mình sẽ có thêm gọi là cặp đôi Hiya và Yumi đó, thì các bạn hãy nhớ đừng quên ủng hộ cho cặp đôi Hiya và Yumi nha. Ok Hiya ra đây này, ra đây. Ok thì cảm ơn đã xem video này, thì các bạn thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình nút đăng ký, nút like, đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo, và đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình với cặp đôi Hiya với lại là Yumi làm video gì nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Annyeong. Annyeong.